This audio was sent by Luoxin. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, tôi ngày ý mình to con lớn tướng đánh lộn hoài à. Lần này bị người ta đánh trật khớp xương rồi, coi thử lần sau còn dám đánh hay không. Nè, ráng cân răng chịu đựng đi, đừng có la làng đó. Anh nói cái gì vậy? Sao anh? Cánh tay khá lại rồi. Sao đó, không cần phá chiêu bài của tôi chứ? Chỗ này bây giờ hết đau rồi. Cảm ơn anh y sĩ nha. Anh còn trẻ, đừng có quá nóng. Hở một chút là đánh người ta. Đến khi mình có tuổi già như tôi á, thì anh sẽ biết liền à. Phải biết nhận nhịn một chút thì cuộc sống mới được vui tươi. Chữa hết cánh tay rồi đó, cho xin 45 đồng đi. Y sĩ à, cậu này là con của anh nha. Nó là đại đồ đệ của tôi đó. Ê, nó vô dụng lắm. Kêu nó qua Mỹ để mà giúp tôi, nó cứ diện cớ này cớ nọ hoài. Anh nói là anh giỏi mọi mặt mà. Đúng vậy, tuy là tôi không thể xin cho nó ở đây luôn, nhưng mà tôi muốn cho nó làm cái dân chợ đen. Nhưng mà nó nói nó không có dám. Tôi thiệt là tức quá mà. Uống thuốc này sẽ tăng mỡ bầm đó. Tôi không biết anh nói gì nữa. It one. Cái gì? One time. Ok. You see? Yeah. Ok. Bà tí bà xú. Không biết anh nói cái gì. Cảm ơn nhiều, tạm biệt nha. Thằng này. Anna, the contest is going to be held next month. You've gone too far. You're out. It's not fair. I need the work. You can't do that. Oh, yes, I can. And you just blew your chances of entering that contest. Look, I can get a new janitor anytime I like. No problem. I'm sorry, Anna. Your history. La 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 la. Năm ngoái anh xin tôi muốn làm đệ tử, kế đó lại mất tích đi. Anh muốn chơi cái gì? Lão già, tạc kiểu chưa vô. Người Trung Quốc chúng tôi không có đánh sư phụ. Tôi cho biết đây là nước Mỹ, không phải là Trung Quốc đâu. Ông đừng có nghĩ vậy.
Stop! Không cần vấn đề. Tôi đánh ngã rất nhiều sư phụ. Tôi đánh ngã ông xong rồi, tôi sẽ đi Trung Quốc đánh tiếp tục. Mày sẽ biết tay tao. Got away. Chạy mau đi, đừng lo cho tôi. Tụi nó đuổi theo kìa. Shit, I already got enough problems of my own. Hey, do you understand? Go to a doctor. Doctor. Do you understand, doctor? No, doctor. Me. Cũng là doctor. Xem kìa, có một bà già đi tới kìa. Tao nói rồi, đừng lấy đồ của bà già mà. Coi kìa, có một người Trung Quốc, chắc chắn là có nhiều tiền lắm. Đi. Sao lại té vậy? Shit. Cho xe chạy. Hả? Ê, chừng đâu? Chừng đâu? Đừng có chạy nha. They took your bag. Bà nói cái gì? Bà nói là đồ của anh bị giật rồi, mau chạy theo lấy đi. Cần gì bà nói chứ. lấy được rồi. Thành công rồi. Cái thằng kia đuổi theo kìa. Mở ra coi có cái gì. Mở ra coi đi. Ê, nó đuổi theo kìa. Chạy.
chân gửi ra, phải chân. Tôi chưa thấy người nào lợi hại như anh. Thôi xin chỉ dạy, xin chỉ dạy. Lương tâm cắn rứt hả? Từ đây về sau đừng có làm bậy nữa nha. Tôi tha cho đó. Đứng dậy đi. Go. Xin dạy chúng tôi võ nghệ. Ân hận hay sao? Giật đầu người ta hả? Làm tôi chạy hết nửa dòng trái đất luôn. Làm người ta tưởng tôi đang biểu diễn nữa. Tôi nói tha cho mấy anh rồi mà, còn quỳ làm gì nữa, đứng dậy đi. Go. Sư phụ, cho chúng tôi làm đệ tử đi. Hello, Chinese. Oui, phải, phải. Gặp được anh thì may mắn quá. Tôi mới bị giật đồ, cái bọn cướp nó kỳ lắm. Giật đồ trả lại cho tôi, sau đó còn rượt tôi cả cây số nữa. Tôi không còn việc anh nói gì nữa. Đừng có cản trở tôi làm ăn nha. Cái gì? Anh có địa chỉ hay không? Có địa chỉ hay không? Địa chỉ đây. Ơi, chỗ này rất gần. Nè, 10 phút là tới ngay. Anh mà gặp được tôi cũng may mắn lắm rồi. 27 năm trước rồi, tôi còn một mình tự cực Kim Sơn, không quen ai, không biết nói, không có làm gì được. Thậm chí hỏi đường cũng không có biết nữa. Thiệt tình là khổ quá đi. Ý, cái đồng hồ của anh không giúp chích kìa. Nó làm biện nữa. Không còn muốn làm việc, đập cho nó mới làm việc. Nó làm việc rồi. Cho cái đồng hồ này một giây nhảy một lần. Bộ lọ thần kinh hay sao vậy? Cho hồi hưu đi. Hồi hưu? Hồi hưu kỳ đầu của anh à. Hồi hưu làm gì? Không có gì ăn, không có gì làm, không có tự do, muốn nói gì cũng không được. Hồi hưu làm gì chứ? $10 chắc đủ chứ. Hả? Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Trả tiền đi. Tôi có lộn không vậy? Ngừng xe rồi còn nhảy kìa. Cái đồng hồ mặc dịch này, đánh nó đi. Cái anh mập này thiệt là chém tôi không có lương tâm mà. Anh làm gì vậy? Quay tôi xuống xe rồi nha. Đừng có tính tiền nữa hả? Ngồi xe của anh còn mắc hơn là đi máy bay nữa. Cái đồng hồ khổng nạn này nó chạy như vậy đó. Chạy tới một đoạn nữa sẽ chạy đúng mà, mặc kệ nó đi. Mình chung một dân tộc mà khỏi trả tiền cũng được. Lên xe đi. Tôi chỉ có $50 thôi. Để tôi vô kêu sư phụ của tôi trả tiền cho anh nha. Vậy nha, được chưa? Anh không hiểu tôi nói sao? Tôi nói anh khỏi cần trả tiền. Sợ tôi giật tiền hả? Tôi đi vô kiếm người quen của tôi. Để lấy lại cho anh như vậy là được rồi chứ gì. Ui, sao bỏ từ nay vô xe của tôi? Anh không có hiểu tôi nói gì sao? Anh không có biết tiếng Anh thì làm ơn đi học đi. Ở đây không biết tiếng Anh khổ lắm. Trả lại cho anh nè. Tôi nói tiếng mình cũng không biết nghe. Không biết có phải là Chinese không nữa. Anh làm như là ngon lắm vậy. Xe của anh đi bộ vua đi sao? Shit. Sư phụ.
Tiểu Kiệt. Uncle Tap, what's wrong? Are you all right? Tôi muốn ra ngoài một chút. No, don't go anywhere. Just sit there, all right? Okay. What's that? Cô có thể giúp tôi tới ngân hàng trả tiền thuê nhà tháng trước chưa trả đó. No, sorry, you're a long way from home. I can't take it. I can get another job easily because I'm American. It's not a problem. I don't need your money. Nếu tôi không đóng tiền, người ta niêm phong cửa tiệm tôi. You take it. I'm not going to take your money from you, all right? I only wanted to help you. Now stop forcing it on me and drink this up, all right? Cô nói cái gì? Không muốn giúp tôi hả? Away! Thì... Ê, thôi đi, thôi đi. Làm gì đây? Muốn giam tôi hả? Đừng có làm bậy nha, tôi báo cảnh sát bây giờ. Hey lady. Lady. Hey. We got a problem here. Okay, bye. We got a problem. This guy just came through the door. Excuse me. Can I help you? Did you break this down? This place is off limits. There's no one allowed in here. There's Do you understand me speaking? Do you speak English? Because no one allowed in here. Đợi khi tôi nói nha, tôi nói cho. Chỗ này là chỗ của sư phụ tôi. Tôi đến thăm sư phụ. Từ Hồng Kông tôi đáp máy bay mười mấy tiếng đồng hồ. Máy bay biết không? Máy bay bay đến đây. Mười mấy tiếng đồng hồ mới tới đó, lắc lư muốn chết luôn. Thức dậy, vừa xuống xe hơi là bị giật đồ liền. Bị giật đồ, tôi rượt, giật lại, rồi bắt được nó. Kế đó gặp thằng chạy lái taxi, mập thì là mập. Lái xe taxi, Chinese, yeah. Cái đồng hồ nhảy liên tục. Ôi, ơi cha. Tôi nói gì cô hiểu không vậy? Dạ. Ánh trăng sáng chui xuống đất, kèo mạch nha thành quả cao. Oh shit, tôi có thiên tài về ngôn ngữ. Hôm nay nó bị cô phế vô công rồi. Anh có quan hệ gì với Trần Hậu Đức? Đồ đệ của ổng. Ý, cô biết nói tiếng mình à? Sao từ đầu không nói chứ? Tưởng cô là người Nhật nữa. Tiệm này cảnh sát đã niêm phong rồi, không cho người ngoài vô. Tiệm này là của sư phụ tôi mà, sao bị cảnh sát niêm phong? Ông đánh lộn thương người ta nên đã chạy mất. Đánh thương người ta chạy mất hả? Có nhận làm người không vậy? Trần Hậu Đức đó mà. Là Trần Hậu Đức hả? Ơ à, đúng rồi, còn anh ở đâu cô vậy? À, nè, cho hỏi thăm một tiếng là tôi đó. Bây giờ sư phụ chờ tôi sao hả? Chút nha. Trong cái thư không có địa chỉ khác. Anh có thư à? Ngân hàng của chúng tôi cũng có thư nè. Chú Đức mượn tiền ngân hàng của chúng tôi cầm cái tiệm này, bây giờ đã mất tích mười mấy ngày rồi, không biết tính sao đây. Anh coi. Mất tích mười mấy ngày thôi mà niêm phong sao? Trước không có đóng tiền nhà. Không có trả tiền nhà một tháng thôi. Thiếu tiền nhà một tháng thôi, đâu có là bao nhiêu chứ. Cùng dân tộc sao không giúp đỡ gì? Tôi đã giúp nhiều rồi. Tôi là giám đốc bộ địa ốc ở trong ngân hàng và là người bảo đảm cho ổng. Ổng mất tích tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Cô đừng có sợ, tôi đi tìm ổng cho. Tốt, nếu như vậy có chuyện gì anh gọi điện thoại cho tôi đi. Ý, không có chữ ta. Là mời đến đây. Đóng cửa vô kính lại nha. Sao anh lấy cây bửu kiếp trong nhà vậy? Cái này đâu phải của anh. Vậy giữ cho kỹ càng, đừng có làm hư nữa nha. Hey, does that guy know the kung fu or something? Nhìn con chiếc sấm sinh hôn Yet
闪灯的那边花招牌下，不识的人浪总使我眼都花。作刻意地似故事，辗转反复多心事，愿望顿时我意义，不偏不倚不终止。直前不差，面对每道乌鸦，一驱不理之诈。心中的渴望一刻不停步，不管是哪天，终必抵我家乡。就是落叶，仍带气傲。师傅嘅，红姐，师傅，师傅，个检师傅喺度。诶，师傅，诶，靓仔啲，师傅，你做靓仔啲，靓仔啲，靓仔，师傅，靓仔，靓仔啲，靓仔师傅，靓仔啲，师傅，师傅，师傅啊，靓仔啲。We're the Latinos and we like to say we're the biggest gang that there is today. Cứ hát xí xầu xí xầu như người đưa đám gì. Đây là chỗ nào vậy? Giống như cái vườn thú quá. Sư phụ, đây là nhà của chúng tôi nè. Ê, hey, sư phụ, mình nấu cơm ăn chỗ này nè. Mình ngủ ở chỗ này. Đừng có kêu tôi là sư phụ nữa nha. Tôi giả vô mặt bây giờ. Nô sư phụ, nô công phu, nô tạo hủ. Ok, ok, nô sư phụ, nô công phu, nô đậu hủ, bỏ đi. Nguy rồi, tụi gia đang tới kìa. Tụi gia đang. Ê, chạy đi, chạy lẹ đi, chạy đi, chạy, chạy, chạy. Hey, việc làm của chúng tôi bị người Việt Nam giành hết rồi, đến nỗi đi rửa chén không có việc làm nữa. Xin giúp tôi đi mà, đừng lấy tiền thôi nha. Xin được bán, rồi, xin. Được tôi rồi, thằng nghe mày nói tao cũng đau lòng hả? Nhưng mày tưởng là chúng tao cũng sướng lắm sao hả? Mày không đưa tiền bảo hộ, mẹ kiếp mày, tao đưa mày về mắt sẽ có mày đâu hả? Anh Đình, anh Đình, muốn gì? Cho mày về mắt sẽ có hả? Cho mày chết. Cho mày chết à, cho mày về Mexico luôn hả? Ê, mày có trả tiền bảo hộ hay là không? Tao cho mày chết bây giờ, cho mày về Mexico hả? Mấy anh muốn làm gì đây? Ý đông người hiếp một người hả? Vậy là không đúng đâu. Tháo ra đi. Cái thằng Trung Quốc mày nấu cơm cho tụi mày hả? Cho nó một bài học. Sư phụ à, sư phụ, vậy giờ chúng tôi đi. Chúng tôi không để cho nó đuổi đi đâu. Nếu các anh ở đây không được thì trở về quê đi. Tôi không nhờ giỏi cho mấy anh đâu. Kìa, đi vô lấy đồ mình đi.
Chinese. Peh! Shit! Stop, stop! Dừng xe! Hey! Nè! Đi vô cửa sau nha, hả? Ê, làm sao đây? Shh, đừng có lên tiếng. Sư phụ, sư phụ. Rất nhiều việc cho cô làm. Kêu William lấy một bản văn kiện cho tôi về những biên lai thâu được ngày hôm qua cho tôi. Cô hãy mau về văn phòng của tôi đi. Mau lên, mau lên. Mỹ à, bọn họ đã biết chúng ta gặp nhau lâu rồi. Huống gì chúng ta là người Trung Quốc. Anh không có muốn cho bọn Mỹ thấy là quan hệ của anh đối với em rất đặc biệt. Em cũng biết mà, ở chỗ này giống như là một cái bồn cá lớn, có rất nhiều cá mập. Lỡ như có gì sơ hở thì sẽ bị người ta nuốt vô bụng luôn. Cô hiểu ý của tôi nói gì không? Nè, hãy ngoan ngoãn ra làm việc đi. Come in. Đừng có đánh nữa, đừng có đánh nhau nữa mà, hả? Sư phụ, tụi nó tôi ghen quá, cấp độ của sư phụ đó. Đừng có đánh lộn nữa, tụi bây còn vậy nó đá đến bây giờ đó. Hey. Nghe chưa hả? Đừng có đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Lại là anh à? Anh vô đây là phạm pháp biết không? Tại sao vô không được chứ? Kêu cảnh sát bắt đi. Stupid. You, get in there. Lúc nãy anh nói tiệm đó của sư phụ anh, anh kiếm không gặp ổng cho nên anh đã trỏng, có phải không? Phải. Tự nhiên anh thấy có chịu đang đau bụng hả? Đau bụng ngay phía trên phải không? Ừ? Đường điện. Chỗ đó có phải bị đau nhói không? Có phải là đau ở chỗ đó? Ờ, không phải, phải. Le lưỡi ra coi. Ờ, ngó làm chút. Mí mắt có điểm trắng. Bị đau bao tử rồi. Chắc chắn là bị bao tử. Tôi chữa cho, đừng có lo. Hay quá. Để nguyên đạo cho. Đưa đây. Đừng uống rượu nhiều nữa. Đây là nguyên hộp cốc. Có thấy tê tê không? Tê tê. Bên trái 3 lần, bên phải 3 lần. Dưới đầu gối 3 ngón tay gọi là túc tam lý. Ừ? Có cảm giác gì không? Có. Bên trái 3 lần, bên phải 3 lần. Anh làm thử đi. Ờ.
Bên trái 3 lần, bên phải 3 lần, tay trái ở dưới, tay mặt ở trên. Quay 36 lần. Left over your... Okay, everybody, get your left over your right. Clockwise, 36 times. Okay, let's get that bad feeling out. Sau khi làm xong, tay mặt ở dưới, tay trái ở trên, quay ngược chiều kim đồng hồ 36 vòng. Do it like that. We just go counterclockwise. Tôi thấy đỡ nhiều lắm. Siêng năng tập thường ngày thì đỡ nhiều lắm. Anh thiệt giỏi. Cô gái tố cáo anh bây giờ rút đơn lại rồi. Thôi về đi. Yo. Hey. 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 You ever see this guy? Ông hỏi anh có gặp người này không? One second. I want you to tell him. We need his help. We have to get this man arrested in the act of fighting. Now he's been terrorizing a lot of people and beating people up. We've got to catch him in the act. Tell him. Nè, nó đi đánh lộn khắp nơi. Cảnh sát hy vọng là anh giúp họ dụ nó ra ngoài để đánh nhau, rồi có chứng cứ để mà bắt nó. Nè, nói cho cô biết đi, tôi không gặp nó đâu. Cô ta chuyên tư kiếm sư phụ tôi mà. Tôi đâu có đánh chứ. Kêu cô hợp tác đi. Cô đánh giỏi lắm. Nước chết luôn. Nè nè nè, sao anh vô lễ quá vậy? I don't want you get in trouble and you don't even say thank you to me. Trách nhiệm của tôi là coi chừng cửa tiệm. Nếu như tôi không làm như vậy thì sẽ bị thất nghiệp đó. Cô cho bắt tôi mà, giờ bỏ lên làm gì đây? Tôi thấy anh tội nghiệp muốn giúp cho anh thôi mà. Thôi, bỏ đi. Không biết sư phụ bây giờ ở đâu nữa. Chuyện gì đây? Đi đâu kiếm ông bây giờ? Tại vì các anh đánh đấm tối ngày à, làm cho hình tượng người Trung Quốc của chúng ta bị phá hoại. Vậy thì người nào phá hoại hình tượng người nào đây? Cô là cô, tôi là tôi. Đừng có làm cho quan hệ thân mật quá đi. Giữ cự ly cho tốt đi nha. Đi coi cửa tiệm đi. Stupid. Bye bye. Bye bye. Bye. Xin lỗi nha. Thấy chưa? Dạ thấy. Bộ mã phải cho dưỡng. Tập tiếp. Dạ. Thật ra có rất nhiều người giống như là Trần Hữu Đức sư phụ của anh vậy. Chỉ có biết chút định tới Hoa Kỳ để mà dạy dỗ không? Tưởng là thừa nước đục thả câu. Làm vậy đúng là sỉ nhục với võ thuật mà. Tại sao anh thoát mạng sư phụ tôi vậy? Võ nghệ sư phụ của anh không có thuộc môn phái nào hết. Đâu phải là võ nghệ chân chính đâu. Quay! Dạ! Tiếp tục tập đi! Đi dài đường nhắn coi! Dạ! Thủ túc nhất kinh lôi! Tây bồng đăng tì ba! Tả hữu long hổ quyền! Mấy chiêu vừa rồi các anh đã thấy chưa? Học quyền thuật, chủ yếu phải tập công phu. Cơ bản của ngày hôm nay, tôi rất đồng ý. Anh bạn trẻ, tôi khuyên anh phải thức tỉnh lại. Muốn học võ nghệ phải bắt đầu học lại. Nếu anh không tin, thì anh sẽ đem hết tất cả tài ba của anh ra đấu thử. Anh sẽ biết tôi không có thoá mã sư phụ của anh. Kêu tôi đánh hắn. Đúng vậy. Quy, nương tay một chút nha. Dạ. Ê, hey, đến đi. Dạ. Tiếp tục tập. Hả? Đi, tập đi, tập đi, tập đi. Đi. Kêu tôi ra tay hả? Nói thiệt nói chơi đi. Tôi muốn cho anh tỉnh ngộ thôi. Nếu anh là người ngoại quốc, tôi không có nói gì đâu. Tại sao lại đá chăng của nói vậy? Thì em kêu tôi đánh mà. Tôi đâu có kêu anh đánh phía dưới đâu. Vậy đánh ở đâu? Đánh ở phía trên. Sư phụ của anh kêu tôi đánh ở trên. Buông tay. Anh khóa tay nó lại làm sao nó đánh. Đó, sư phụ. Không có biết gì hết. Trục xuất ra khỏi giữa đường. Sư phụ, đi. Sư phụ, đi đi. Anh cũng đi luôn. Nhìn gì? Tập tiếp. Mau lên. Hey, sư phụ, kiếm được sư phụ chưa? Hồ chiếu sắp hết hạn rồi. Hey, wait! Hey, wait! Hey, that bottom of Bosco's is probably looking for some trouble or something, hey? Hey, wait! Yeah, you better hide or I kick his ass. Hey, come on, come on. Vamos, vamos. Oh! This is Johnny! Look! It's this photo in the magazine, that's him, it's Johnny! Ha ha! Right, man. Hey,
Hey, Greg! Hey, Mouse, what are you doing? Huh? Come on. Hey! Hey, yeah, thanks, man! Come on. Yeah. Ai thuê chỗ này cho họ quay phim vậy? Tôi không biết. Mày không biết à? Hỏi coi. Dạ. We're here to challenge you to a match. Nói gì vậy? Tụi nó tới đây phá. Phá đám. Chúng tụi tao tới giỏi như ngươi. Các ông muốn đánh từng người hay là cả đám? Đánh sao tụi ý? Ông là người tóc đen da vàng, sao nhập bọn với tụi ngoại quốc vậy? Hổ à, cho nó biết tay đi. Dạ. We have adapted our martial arts for today's needs. If you want to join our school, please feel free to contact our receptionist. Uncle Tag? Uncle Tag, look! Sư phụ, tôi không biết anh. Sư phụ mở cửa đi, sư phụ. Đời thiệt là khốn nạn. Thiệt là bực mình. Dạ, thiệt là không. Sư phụ, đời sư phụ à. Thiệt là chán nạn. Chán nạn quá đi. Sư phụ. Chán nạn. Ê. Sư phụ. Ê, dạ, thiệt cái gì. Sư phụ à. Điếc tài quá đi. Sư phụ. Sư phụ à, mở cửa đi. Sư phụ à, mở cửa đi. Sư phụ. Sư phụ à, mở cửa đi. You break it, you pay for it. Hey, lady, you listen. Our sifu is famous for what he's doing. Phải không, sư phụ? Đừng kêu tôi là sư phụ nha. Tôi nhận làm đồ đệ hồi nào. Sư phụ chính cống đang dặn kìa. Sư what? Sư phụ. Còn kêu sư phụ nữa hả? Shut up. Đừng cãi nhau. Bảo chỉ là bị cháy hết rồi. Chỉ còn là cái chiêu bài thôi. Sư phụ biết không vậy? Sư phụ không ra lấy, tôi lấy về Hồng Kông luôn. Bảo chị làm bị cháy thiêu sao? Không, nhưng mà giống vậy. Cái thằng này chuyên mù nói láo à? Sư phụ à, đừng có giận nha. Sư phụ mất tích lâu quá, người ta kiếm không được sư phụ, đã niêm phong cái tiệm thuốc lại, dọn thuốc men đi hết rồi, không còn cái gì hết. Dọn thì dọn, tạm còn đi ra đi. Đi ra. Sư phụ à, sư phụ. Stop. Sư phụ à. Ý. Thuốc. Sư phụ à, bị thương hả? Còn mau mở về tao mày. Sorry, Uncle Tag. I thought they were your friends. Sư phụ à, kêu cổ rời khỏi chỗ này đi. Đừng kêu tôi sư phụ nha. Tụi mày đừng kêu tao sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Im đi. You cũng shut up. Get out. 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 Đi ra nè. Đi ra đi. Đi ra đi. Đi ra đi. Mẹ đi ra nữa. Đi ra đi. Mà. Stop. Đi ra. Don't fight. Đi ra. Đi ra. Stop. Ok, bảo kiếm. Kiếm. Hey, no one else has to fight. Let's go, sư phụ. Come on. Sư phụ. Sư phụ. Mày còn sư phụ là sao hả? Bây giờ tao sạc nghiệp mày tới đây làm cái gì? Tụi con đâu có muốn tới đây làm cái gì. Bởi vì các bọn sư đệ sinh xuống ngoài không được, cho nên con xin qua đây thăm sư phụ rồi về thôi. Sao mày về mau quá vậy? Tao ở đây khai quang lập nghiệp. Cũng vì sư huynh đệ của mày. Tao dọn dẹp con đường cho tụi mày sau này biết là không. Sư phụ à, chỗ nào nhận tụi con tới thôi. Đâu có lựa chọn gì được chứ. Nếu được ở chung với nhau thì tốt hơn. Đâu có ai chịu chia tay. Sư phụ coi kìa, tình hình bên này cũng đâu có tốt lắm.
bọn họ còn thảm hơn là chúng ta nữa. Không phải là Mãnh Long thì không có dao, mày sợ cái gì? Ở đây cực nhọc quá, hay là về quê đi. Về quê nhà? Về ở chỗ nào hả? Tao từ lúc nhỏ giang hồ đã nhiều chỗ rồi, bây giờ mày kêu tao về chỗ nào đây? Em Mỹ à, có gì ra ngoài từ từ nói đi, đừng để cho người nước ngoài chơi cười mà. Anh đừng có nói với tôi nữa, anh là người ngu dại nhất khắp thế giới đều biết mà. Tôi ngu dại mới tin anh thôi. Aso Mỹ, cô Mỹ. Who the hell are you? Nói gì? Tôi không hiểu. Anh nói tục chửi mẹ của anh đó. What? Nhẹ tay chút đi. Thì đã biết nói tiếng của mình hả? Tưởng anh là đồ khốn gì chứ? Dùng thêm một chút sức là tan nát rồi, không còn manh giáp gì hết. Tan thì tan chứ, hãy mau cho anh biết bây giờ đã tan rã rồi. Nè anh bạn, cô nói chia tay với anh đó. Ê, anh đã hẹn đen trưa với tôi mà. Tôi đến đóng tiền thuê thôi. Tôi để anh ăn, ăn xong rồi tính tiền sau. Còn anh ta? Cho nó tan rã luôn đi. Ý, cô muốn tan rã kìa, chịu không? Ở đây có nhiều người như vậy, đừng có phá tôi nha. Thôi nè, phăng. Bang 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 bang. Bye. Nè, cô muốn toàn rã hả? Ai biểu anh muốn lợi dụng tôi? Bạn trai của cô là cấp trên của cô, còn việc làm thì sao? Thì phải. Gì vậy? Cái xe của tôi. Anh bạn, cấp xe hả? Không ngờ chiếc xe của cô được nhiều người thưởng thức quá. Nguy hiểm, trốn mau đi. Tôi đè lên người của anh. Còn nghĩ chỗ này sao? Lên xe mau đi. Hey punk. Anh là đồ đệ Trần Hậu Đức, tôi muốn kiếm sư phụ của anh, ông chạy không thoát đâu. Hồn rồi hả? Chạy mau đi. Chiếc xe bị xẹp rồi. Shit. Hey. Tôi chỉ làm những việc mà tôi không thích làm, không biết tôi có hình tượng ra sao nữa. Ê, hey, có hình tượng gì chứ? Trong bài hát có câu người da vàng, tóc đen là nòi giống của rồng mà. Rồng thì đâu có ở dưới cạn, phải bay lên trời chứ. Cho nên người Trung Quốc đi khắp nơi đâu thấy không?
còn đem theo truyền thống ưu tú nữa. Chờ khi nào tốt đẹp thì xếp hàng về nước thôi. Xếp hàng về tổ quốc đó. Tổ quốc? Phải. Ra ngoài thì còn về, tức là chạy tới chạy lui. Ờ, nếu không quen thì về đi. Không quen? Phải. Nếu về không quen thì sau này phải thích ứng mới được chứ. Chiếc về đâu? Trên tay cô. Không phải đâu, còn một chiếc nữa. Kiếm giùm tôi đi. Hình như cô quăng ra ngoài. Có thiệt hay không vậy? Đem quăng đi hả? Thôi đi kiếm giùm tôi đi. Kiếm này làm cái gì? Cô thích ứng là được rồi mà. Thích ứng đi. Thích ứng cái đầu của anh. Anh Khờ. Ý, chưa khóa xe đâu. Thôi chết, chưa khóa xe đâu rồi. Phải đi bộ về nhà. Không đâu, chìa khóa trong xe kìa. Anh không có khóa xe? Không. Cô không mau mở cửa. Tại sao không khóa xe chứ? Xe cô không phải tự động khóa hả? Ừ, không phải đâu. Làm gì? Học lái xe đó. Khi tôi biết lái sẽ chở cô đi chơi mà. Được, qua đây ngồi đi. Ờ? Qua đây ngồi. Cho xe chạy đi. Cho xe chạy? Phải. Được. Nếu như anh muốn chạy lùi thì phải vô số kéo ra phía sau. Bây giờ vô số chạy ra phía trước. À biết rồi. Phải rồi. Ê nhưng mà đừng có lùi nhiều quá. Ê đông trơn, đông trơn. Cái gì, cái gì? Careful. Tôi không hiểu. Anh đã thắng đi. Ê đạp chân tôi kìa. Nè đừng có chạy nhanh quá. Chậm chậm lại đi, nè, chậm chậm lại cái chân đường đó. Từ từ. Quay nè, 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 anh coi đằng sau kìa, coi đằng sau. Ê, coi kiến được rồi. Đừng có nhìn gần quá, coi đằng trước kìa. Sang lên đi. Trên lên. Cái gì lên? Là qua bên kia kìa. Ờ. Bật đèn, sang lên. Nhìn đằng trước kìa. Đừng căng thẳng quá. Nè, tập trung tinh thần một chút đi. Lâu rồi chưa có thấy ai vui vẻ như anh vậy. Coi chừng đường. À, tôi chết của cảnh sát. Bây giờ tính sao? Ý à, lại không có bằng lái. Ý à, chết rồi như vậy sẽ bị tù đó. Vậy ngừng lại đi. Không được, đây là giữa đường mà, làm sao ngừng xe được đây. Vậy mình đổi chỗ đi. Hả? Nè. Ý nè, cầm tay lái, ngồi yên nha, tôi qua liền. Ngồi yên đi. Pull over. Sao lại như vậy? Hả? Tôi kêu cầm lái mà. Cầm tay lái. Officer. Is there a problem here? No. Would you mind telling me what you're doing? We just got married today. Yeah. Is that right? Oh, honey. Làm gì vậy? Who's driving? And who's driving? Me, of course. You wouldn't mind showing me your driver's license, would you? Oh, sure. 做咩啊你？揾紙巾抹嘴咯。Here you go, officer. Wait right here. Lúc này cô nói giọng gì vậy? Ờ, tôi nói là dạy anh lái xe mà. Vậy sao đang nói chuyện không tôi vậy? Đâu, đâu có gì. Tầm thường thôi. Anh hôn tôi, rồi tôi hôn anh. Bạn bè quan tâm với nhau, thì hôn như vậy. Đâu có gì đâu. Quan tâm thì hôn hả? I'm going to cite you for reckless driving. That's fine. And lady, if you want to do it on the sofa next time. It's a lot safer that way. Okay, thank you, officer. And have a nice day. Thanks. Thank you. Vậy cũng phạt nữa. Phạt tôi nói bậy. Okay, what's going on here? Trying to fill this prescription for Uncle Tech, and you guys have screwed up everything. Perle, chica.
This is our Sifu's place. So if you're going to come in here, you're going to come in here con permiso. Sao cái tiệm này còn bật đèn sáng như vậy? Chắc là ông già ở trong này chứ gì. Mình như chết ông ta rồi. Mình vô xem đi. Come on, let's go. Let's go. Let's take it back to our boss, babe. Back off. Let's go. Mourinho. No. Ah! We're in a fight, man. Anna, she's still out there somewhere. Anna, Anna, cô không sao chứ? Please, it's no use. It's okay. I can't practice anymore. It's okay. Everything will be okay. Don't worry. Cô Mỹ à, nói cho cô biết là cái chân của cô bị trật khớp xương. Tôi đã kéo lại cho cổ rồi, không bao lâu sẽ lành lại như xưa. Kêu cổ đừng cử động mạnh. Chú không sao chứ? Không. He says everything's gonna be okay. Don't worry. He's gonna fix your leg, all right? Tặng cô lấy là. Anna. Hey, hả? Sao học thứ này mau vậy? Đâu có học cái gì đâu. Ồ, cô Mỹ nói là ở Hoa Kỳ này, nếu làm như vậy mới là bạn bè, cho nên mới hôn thôi. Cảm ơn chị chị lo. Oh.
What? Thằng khốn kiếp, bây giờ sư phụ của tao tới rồi. Sư phụ của mày bị sư phụ của tao đánh đến không còn mặt mũi. Võ nghệ của mày cũng là xoàng thôi. Có giỏi ra đánh với sư phụ ta đi. Ha!
now. Sao anh ta khóc vậy? Anh không có thể xin. Anh sợ là cảnh sát sẽ trục xuất anh về Mỹ đó. Vậy thì kêu anh chạy đi. Tụi mình không thể rời phòng này được. Phải chờ thám trưởng thả mình ra thì mình mới đi được chứ. Wait a moment. Weren't there five of you? Có người chưa tới. Yeah. One hasn't arrived yet. Really? Let me share a little secret with all of you. I'm gonna nail that son of a bitch to the wall. I'll get him for resisting arrest. Destroying public property. Assault. A few more things. Kicking me in the face. You all did a good job. Don't worry, it's clearly an act of self-defense. All I want you to do is stick around to testify in court, okay? Ông nói là tụi mình về được rồi. Còn anh đứng sao? Tôi không biết. Thank you. Đại ca trả mời thử ngác sáu ngồi chờ bài phát rồi. Thank you. Thank you. Nói ông đang giữ sức khỏe. Oh, he says to take care of your health. Cái chàng Mễ kia trốn hoài như vậy cũng không được. Ê, nếu Bảo Chi Lâm muốn anh ta làm việc thì chỉ cần ẩn trốn nửa năm thôi. Sau đó có quyền xin phép để ở lại đây. Tôi nghĩ không dễ đâu. Tại sao? Sư phụ của tôi không nhận Ngoại Quốc làm đồ đệ đâu. Thấy Ngoại Quốc là ghét rồi. Nếu mà ông biết tôi dạy võ cho ba người này, nhất định là tức chết luôn. Nhưng nếu mà trốn về đâu có khác thì trộm cướp chứ. Làm người đâu có hứng thú nữa. Ờ, nếu mà nói lại thì cũng trốn tránh. Ai nói tôi ở lại? Kêu tôi trốn qua ý kiến của sư phụ thế nào chứ? Sư phụ. Đừng kêu ta sư phụ. Sư phụ, mày muốn về mau mau đi về đi. Đừng có nói là tao bắt mày ở lại đây. Sư phụ, đừng có hiểu lầm mà. Mày khỏi trốn cả ngày nữa. Đừng có để sau này có chuyện tao không có gánh nổi đâu. Sư phụ à, con nói không có suy nghĩ cho nên nói sai như vậy thôi. Sư phụ đừng có giận mà. Con biết sư phụ cực khổ lắm, muốn ở lại tiếp tay sư phụ thôi. Như vậy thôi mà. Sư phụ đừng có giận nữa. Tao khỏi căng mà tội nghiệp. Mày nhận mấy thằng Mễ làm đồ đệ cho mày. Mai này nó phản bội, đến đập phá chi bài của tao một lần nữa thì mày đi nhận xác tao. Sư phụ, đi, tao không muốn gặp mày. Ôi ca, tao kiếm mày lâu rồi. Tao kêu mày lãnh tao ra ngoài, bấy lâu nay mày đi đâu? Xin lỗi nha Johnny, mày làm sao ra được vậy? Tao dùng thẻ tín dụng phần thông. Shit. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, sao thấy mày sợ hãi vậy? Mình chết chắc rồi Johnny à. Cổ phiếu của mình cứ sụt giá hoài, còn thiếu nợ người ta rất nhiều nữa. Cho mày biết, mày muốn chạy đâu ai cũng nhận ra mày. Ra nông nổi đây, mày phải tìm cách đi. Mình đi Trung Quốc, mày có thể làm đại minh tinh mà. Cho mày chết nè.
Thì làm phiền cô, gấp như vậy mà cô mua vé máy bay cho tôi được. Sao rời Mỹ mau quá vậy? Anh còn nhiều chỗ chưa tới chơi lắm mà. Tôi đến nước Mỹ, cái điều chính yếu là muốn gặp sư phụ tôi. Bây giờ ông ấy kêu tôi về, như vậy thì đâu còn lý do gì ở lại nữa. Anh thì không thể nghĩ ra lý do nào khác nữa hay sao? Tôi nghĩ không ra. Anh suy nghĩ lại coi. Không ra. Nè, có như vậy hay là cô nghĩ giùm tôi đi. Bây giờ chưa tới lúc nói. Chưa tới lúc. Xe sắp mở máy rồi kìa, đâu còn giờ để nói nữa. Hay là vậy đi, nếu mà có nhiều chuyện muốn nói với tôi, chờ đến khi tôi về nhà nha, cô viết thư cho tôi. Có gì muốn nói thì nói hết đi, vậy càng hay hơn. Quyết định vậy nha, tạm biệt. Tạm biệt. Mình là bạn thân mà, chứng tỏ điều đó thì... Tạm biệt. Dạ. Có vấn đề gì không? Sao vậy? Không có gì. Nhớ viết thư nha. Sư phụ! Mi amor! Let's get our stuff and get out of here. Hello? Is that you, old man? We got Anna all tied up. And if you want to see her healthy again... Nói gì? Anh nói cái gì chứ? Hey, tụi bay vô đây đi! Tụi bay nói cho họ từ con nó nói cái gì? Talk to the Chinaman. Hello? Give me that. Hello? Hello, Trần Sư Phụ. Anh đang ở trong tay của chúng tôi. Sư phụ của tôi muốn gặp ông. Hey, this dude's talking Chinese. Hello? Look, old man. If you want to see Anna alive again... Anh nói cái gì? Đồ mắc dịch. Ông, đồ mắc dịch. Nói sao? Mày mới nói đồ mắc dịch à? Anna bây giờ đang ở trong tay của chúng tôi. Mày và đồ đệ của mày trong vòng nửa tiếng nữa đến cao ốc NRB để mà kiếm tụi tao. Nếu mà không tới đó thì Anna sẽ chết ngay. Tụi mày làm như vậy là bắt cóc hả? Không cóc khô gì hết. Mau ghi địa chỉ đi. Liệt biết. Mày nói đi, chỗ nào? 1100 Wiltshire Boulevard. NRB Building 1100 Wilshire. Tại sao kỳ vậy? Đâu có lý do gì mà ở lại. Còn kêu tôi nói nữa. Còn nói mắt tôi có vấn đề. Anh khờ này. Mắt của anh có vấn đề mới đúng hơn. Vậy mà ngón cũng không biết hả? Hộ chiếu của mình đâu cả? Hình như là quên đem theo. Lại bị rớt. Hả?
không vậy? Có ai biết lái xe không? Có ai biết lái xe không vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ở đây vậy? Tôi... Cảm ơn. Cảm ơn. Nha. Chuyện gì? À! Ê, đừng có sợ, đừng có sợ. Tại sao có tóc giả trên xe vậy? Không phải là tóc giả đâu. Mau đi lấy hộ chiếu cho tôi đi. Tôi phải lên máy bay nữa. Vậy, sao cô vô đây vậy? Ở đây có bức thơ nè. Thơ? Thơ gì chứ? Tôi không biết đọc chữ của mình. Ê, chữ mình không biết nữa. Ừ? Ừ? Sao tối vậy? Ờ, ừ. Gửi cô Mỹ, nếu tôi có gì bất trắc, xin lấy tất cả vật nghiệp của Bảo Chi Lâm, tìm cách giao lại cho đồ đệ của tôi là thằng Kiệt. Trần Hậu Đức. Bất trắc. Bất trắc. Bất trắc. Bất trắc. Phải. Bất trắc là cái gì? Là chuyện tốt hay không tốt hả? Bất trắc tức là không tốt đó. Sẽ có tai nạn xảy ra. Ừ, biết đi đâu kiếm đi. NRB Building. NRB Building. Cái gì vậy? Ừ. Ý, là cái gì? Là địa chỉ đó. Ở đâu vậy? Cô biết không? Dĩ nhiên là biết. Còn không dẫn tôi đi mau. Ây da, đừng có kéo tôi mau quá. Lúc nãy cô nắm tôi được, bây giờ tôi nắm lại không được sao? Chúng ta tới rồi, lên sân thượng đi. Thiệt là khốn nạn. Đông người như vậy làm sao mà đánh. Ê, tụi bay ở đây. Đứa nào đánh thánh lão già này rồi bắt nó quỳ xuống trước mặt của tao, tao sẽ thành cách làm trợ tá cho tao. Bốn đứa đánh ngõ. Hey, Fathead! You taught these guys kung fu? Hey, you guys are like Mười đứa lên. Four. Attack in ten. Xin lỗi nha, chúc mừng Giáng sinh. Đây.
Đồ để. Sư phụ, sao mày chưa đi? Thấy được thợ của sư phụ, biết là sư phụ có chuyện. Đó là bức di chúc đó. Hả? Di chúc? Sư phụ đâu có chết đâu, có con ở đây mà. Sư phụ. Nè, coi chừng cái thằng tóc vàng, nó rất là xảo quyệt đó. Con biết sư phụ. Đỡ lên đi. Thả đây ra đi. Tôi nghĩ đi. Phải nói vậy. Hoan nghênh tham dự trò chơi tử vong của tao. Thằng khốn nạn này phải tìm cách đánh nó ngã, nó không thể rắc rối. Để con đối phó với nó. Sư phụ cùng mấy thằng mẹ đi cứu người đi. Tóm lại mày hãy cẩn thận, nó rất là xảo quyệt. Mình đi cứu người. Anna, thả nó xuống. Không sao chứ, tao không có sao đâu. Qua đây. Mày không sao chứ? Con không sao. Mày khá đó. Chỉ khá thôi hả? Yeah.
Đánh xong chưa? Còn tới. Gì nữa? Tổ ngon, giết tao đi. Ok, finish. Không được nhúc nhích, không có được cử quậy, không có ai được chống cự. Mau lên, mau lên, mau lên. Sư phụ, cũng may sư phụ đến kịp lúc. Tiểu kẹt, chúng ta cũng may là có mày đó. I'm gonna miss you guys. You know what? I'm gonna miss you. Could really? I just turn around? Yeah, really? Give me a kiss. Hey! Hey, Chica. Uncle Tak, goodbye. Okay? Cảm ơn quan tâm. You get my hat. Okay? Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Tạm biệt nha. Bye bye. 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 No. No 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 no. No 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 no. Không phải. No 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 no. Sorry ma'am. Tiêu Kiệt, có người nói ở bên Gia Na Đại cũng khá lắm. Nếu như vậy, coi xong rồi hãy nói. Đúng vậy. Ở bên Gia Na Đại cũng là tốt. Nên suy nghĩ chúng ta còn sợ cái gì? Qua sông qua biển chỗ nào có ánh mặt trời là có dân tộc mình. Ít rồi sư phụ. Tiểu Kiệt, sư phụ có đối diện với tụi mày hoài không thấy tụi mày lớn khùng. Cho nên vẫn coi tụi mày là trẻ con. Đừng có để ở trong lòng nha. Con đâu có phải gì. Ý,
cái hiệu áo của sư phụ chưa cắt ra nè, con giật ra nha. Ê đừng, vì tiếng đưa mày cho nên đặc biệt tao mua cái áo này. Mặc xong lần này tao sẽ nói là tao mặc không vừa trả lại cho người ta. Ở Mỹ làm gì được mà. Mày đừng có quên, sau này không cần tiền cũng phải cần có áo mặc mới được. Hả? Đừng có đưa nữa, bye bye. Bye bye. Ê, Tiểu Kiệt, sao mày còn dính cái nhãn hiệu áo này? Cũng may là chưa bước ra đổi lại không được. Bước rồi có thể gắn lại được mà. À, bảo trọng nha. À. Sư phụ bảo trọng nha. Đừng để tao chờ lâu đó. Gửi lại thằng cô Mỹ nha. Biết rồi. Cô bị thằng cấp trên kéo đi nhóm họp gì đó. Cô kêu mày gửi cái postcard cho cô. Đối với cô bảo trọng nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sư phụ. Bye bye. Sư phụ, bye bye. Bye. À, anh dám gạt sư phụ của anh hả? Thật ra thì anh về Hồng Kông. Ý? Sao cô ở đây vậy? Tôi nghĩ là anh không thể ở lại đây cho nên mới cùng với anh đi về bến nha. Tiếc. Cũng về bến? Phải. Vậy thì cô ở đâu? Thì ở nhà của anh. Nhà tôi. Anh có vợ rồi sao? Không phải. Tôi nghĩ tới hộ chiếu của tôi. Ý giờ nguy rồi. Nguy rồi. Hả? Hình như muốn anh hộ chiếu. Hình như. Đừng có hình như nữa, mau kiếm đi. Nhà cái quần lót đừng đụng tới. Ê, anh coi kìa. Sư phụ. Quyền hộ chiếu ở đây nè, để tao đi xin visa qua nào đó đại. Xong rồi thì gặp sau nha. Anh cười như vậy? Hả? Bây giờ không có hộ chiếu nữa, làm sao mình về được? Cô về mình đi nha. Bye bye. Kiếm khách sạn Hồng Kông không phải dễ đâu. Anh lấy ăn đi nè. Nhìn mong trên sớm sinh hồng, nhất thời nhiệt kỳ như hồng. Lù sầm dục hoan nhất trung, sướng khi hậu dầu sinh trung. Sương尘梦深山远景，此刻此形状，仿佛似我的家。落叶掠过似风，居马及就于中。红桥横越海空，海鸟转叫天空。点灯的那边花招牌下，不识的人浪总使我眼都花。作客异地似故事，辗转反复多心事。愿望顿时我意义，不偏不倚不终止。直前不差，面对每道乌鸦。This audio was sent by Luong Sin.